Rồi chào Baro nhé Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn chỉnh đèn Rồi chúng ta sẽ nhìn qua từ phía bên trái đèn trước nhé Nhìn vào cái hàng chữ đầu tiên này Upper Cable Voice One Thì nó có gồm những cái tiếng Thì chỉ chỉ một cái một bên thôi rồi, rồi những cái kia nó sẽ tương tự như vậy Đây là cái tiếng Chẳng hạn như mình bấm string thì nó ra string này bấm các loại khác thì nó ra này rồi đặc biệt nhất là cái phím số 1 này khi chúng ta bấm phím số 1 đó, thì nó nhìn về cái bảng hiện điện tử đó, thì nó hiện ra cái trang này upper voi một này ở trên đây là nguyên một dàn chúng ta có thể chọn bất cứ một tiếng gì cũng được hết và trong khi mà chọn bất cứ tiếng gì ở trong đấy thì chẳng như cái họ string này, nó sẽ có bao gồm string một hai ba bốn hay là chúng ta ấn qua trang khác này họ view long này nó sẽ có view long một hai ba bốn năm hoặc ấn trang khác nữa thì nó có những cái tiếng của nó mình vô cái họ kèn chung bét chẳng hạn thì nó có chung bét một hai ba đó rồi mình quay lại cái phím số 1 đấy mình sẽ bấm thêm một lần nữa và nhìn lại bảng điện tử đó nhớ cái bảng này không ạ à? cái tớt có nghĩa là khi chúng ta ấn nó lên càng cao thì cái cảm biến âm thanh nó càng tốt có nghĩa là chúng ta bấm nhỏ thì nó kêu nhỏ bấm nhẹ thì nó kêu nhỏ còn bấm mạnh thì nó kêu to đó thì bấm xong rồi đó rồi khi mà chúng ta để nó thấp nhất thì có nghĩa là bấm như thế nào nó kêu như vậy ha còn đây cái fit này thì nó là cái quãng khi chúng ta ấn vào số 4 này bấm tiếng đàn ở nốt pha nó sẽ cao khi ta sẽ bấm xuống số 6 thì bấm tiếng đàn ở nốt pha nó sẽ thấp hơn một tí bấm xuống 16 thì nó lại thấp hơn tí nữa Đó, nha rồi để ý rồi đặc biệt tiếng upper cable voice and upper upper cable voice 2 này thì hai cái này nó sẽ tạo được hợp âm trên phím đàn ha bấm nó sẽ kêu hết đó hiểu không nó kêu hết rồi khi chúng ta cần thường hai cái này chúng ta để tớt nó rất là thấp để chúng ta sẽ sử dụng cái bạt chân đen này nha nhưng tạo thêm một cái tiếng nền để hay hơn nữa thì qua cái lia voice one và cái lia voice two này nha tiếng này đặc biệt này nó chỉ có này violin này chắc nhất này blue này sáo này opay này cũng họ sáo luôn trumpet là kè này thì nó chỉ kêu cái nốt to nhất <laughs> nó chỉ kêu cái nốt to nhất chẳng hạn như chúng ta chọn cái này là tiếng violin và chúng ta bấm hợp âm la thứ thì nó chỉ kêu nốt cao nhất là nốt mi thôi hoặc là chúng ta bấm qua pha trưởng thì nó chỉ cao nhất nó chỉ kêu cái kêu cái âm to nhất là nốt pha thôi và cái này thì chúng ta cứ giữ thêm một lần nữa thì qua bảng hiện điện tử á, nó sẽ ra mấy loại violin bấm đó thêm một lần nữa này nhìn này nó chuyển bảng điện tử qua thì cái này chúng ta để cái tớt nó cao để khi mà đánh ọt á chúng ta ngân nga nó hay hơn chẳng hạn như vậy nhá rồi thầy đang bấm hợp âm đô này và thầy thêm... lướt lên để tạo ra một cái nốt cao nhất là nốt uh, mí có tiếng viêu lông này thấy không nha tiếng viêu lông đó bên này cũng vậy Kelly's voice 2 này nó cũng vậy để ý cái volume của nó nha muốn sử dụng nó phải để ý cái volume nó thì nó cũng chỉ ra được cái âm cao nhất thôi để pha trộn nhiều tiếng vào, ha. rồi tiếp theo nữa là cái phần mà chỉnh cái lower keyboard voice one với lower keyboard voice 2 thì cái này dành cho phím đèn tay dưới thì chúng ta cũng chọn lựa như vậy và cái cách chỉnh giống như là upper keyboard voice one mà thầy chị trên á nha lưu ý rồi qua bên phía phải của đèn thì chúng ta sẽ thấy cái pedal void 1 và cái pedal void one pedal này thì thường để cái organ bạc và cái volume nó ở cái mức này thôi đây tại vì cái tiếng organ bạc nó rất là ấm và trầm nghe nó êm rồi bên này á để tạo những cái tiết tấu hay á chúng ta để cái tuva này nhấp vào nó thì cái đèn ở nhân lỗ nó có có ba cái trang rồi ba cái thẻ nhưng mà cái đèn này nó chỉ có hai thẻ thôi thì chọn là cái cái tim bani này nha yeah, ok thử chọn thì để cái volume nó cao lên và đặc biệt cái bên này thì phải nhớ là để cái tớt nó cao nha để những cái chỗ mà cao trào chúng ta đạp cái bê đen mặn ấy, thì nó sẽ tạo ra cái tiếng này đó còn đạp nhẹ thì nó chỉ ra tiếng organ bạc thôi còn đẹp mặn thì nó pha cả hai tiếng vào này Ok Rồi Tiếp tục nhé Đây những cái phím này Khi mà chúng ta ấn vào cái chữ Voice Display Thì nó thể hiện ra cái trang Mà tay trên mình chọn tiếng gì Mình pha tiếng gì Mình thêm tiếng gì Rồi tay dưới Mình chọn tiếng gì Mình pha tiếng gì Và cái ly 2 là mình thêm cái tiếng gì của tay dưới Lưu ý là cái ly hai này là cái tiếng solo của tay dưới nha. Rồi B đen đó thì chỗ này organ bạc một và uh, tim penny là cái tiếng mà vừa để chúng ta chọn nó nó hiển thị hết trên đây. Đây là cái volume tổng. Còn cái này là cái loa chúng ta để giữa để nó cân bằng cái loa trên và loa dưới nó bằng nhau ha. Rồi nhìn tiếp này. Ở đây có cái foot đây là cái chức uh, đây này cái chức năng uh, request rồi nhìn các bạn điện tử khi mà bấm vào cái nút đấy và nhìn các bạn điện tử nha khi mà chọn cái ship này tức nghĩa là chúng ta đang khởi động cái chức năng uh, cái 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 cần gạt này này cần gạt của cái đèn này là bây giờ nhìn nhá nhìn thấy sẽ gạt này khi mà chọn cái chức năng à, sleep này, sleep này, thì khi mà thầy gạt á, để ý thầy gạt nha, thầy gạt thì nó sẽ nhảy số này, thấy không? Thấy không? càng gạt thì nó càng nhảy số, ha, nó nhảy cho hết luôn này. Rồi, rồi chức năng tiếp theo của nó là chung này, chọn chung, thì mình sẽ chọn được cái cần là có nghĩa là hiện tại là mình đang ở số 1 thì mình muốn nhảy qua số 3, mình nhảy qua số 4 thì mình sẽ ấn số 4 vào đấy. Rồi, bây giờ nhìn nhá. Hiện tại mình đang ở số 3. Vậy để về số 1 này. Và cái này mình yêu cầu là số 4 nha. Bây giờ nó sẽ nhảy một phát một qua số 4 này Thấy ghê này. Đó, thấy không? Nó qua số 4 ngay. Đó, rồi. Cái tiếp theo nữa Thì cái này nó sử dụng cho cái nhạc giai điệu Nhạc giai điệu này Mình không quan tâm tới nha Rồi Nhớ cái chỉnh âm tăng Rồi đây nữa Cái pick midi này Thì mình chỉ quan tâm đến cái chế độ pick Rồi nha rồi qua trang này vào cái phần pick này là cái phần mà lên tông xuống tông ok đó rồi nhìn sơ bộ qua cái phần dưới nữa nha Cái nút M màu đỏ ở đây này Có nghĩa là memory Có nghĩa là nó sẽ ghi nhớ Chẳng hạn như chúng ta làm chỉnh xong tiếng nào ấy Thì chúng ta sẽ giữ nguyên Chẳng hạn như thầy chỉnh xong tiếng số 1 rồi Thầy sẽ giữ nguyên phím số 1 Và thầy bấm cái nút memory Để cho nó chớp nha. Hoặc là tiếng số 13 này Đó. nó chớp là nó lưu lại bấm bấm phím M xong bắt đầu bấm phím 13 ha là nó sẽ lưu lại đó là tổng thể rồi tiếp theo nữa có những cái phím này thì chúng ta không quan tâm tại vì điều chỉnh của nó rất là khó nó tạo ra những cái âm thanh ngang âm thanh nghe chói tai hay như nào thì nó rất là khó để điều chỉnh cái này khi nào thầy sẽ hướng dẫn sau ha